để tô màu thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rồi gái xinh. Nói chi mà trời ơi ai biết thì TikTok ui ôi trên mặt mình ngon quá. Như vậy video của mình là kết thúc cho các bạn. Tôi xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Tiếp tục tô màu nha các bạn.
chắc đi về chi tiết tôi mỏi đúng không ạ? Con nó chít chít cả. Đừng giả với ai đấy. Ai biết gì rồi? Gì? Cụ đang hô hấp cho chó. Vương vả vẩn. Hô hấp. Thế này hô hấp ai thật thích mà. Nếu phải mà đang hồn nhỏ. Đang hồn nhỏ, đấy là hồn hấp. Chỉ có tình yêu mới làm được con người ta trẻ ra thôi chứ còn mẹ. Tích trạng. Đời như đời. Đời ấy, ấy. Đời này khỏe đấy, đấy. Về tận Dương Ngọc. Công chúa 20 tuổi hôn nhau dưới mưa 20 phút. Thiệt quá. Hai mươi tuổi còn thời gian nhỉ?